đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cái chữ này nó nằm vào ở trong câu Kinh Thánh đó, khiến cho chúng ta có cảm tưởng như là một cái đũa thần á, khỏ vào đầu cái là mới toan toàn hết liền. Dạ thưa không, cái nên mới này đó, nó có một cái diễn trình rõ ràng và đã được tiên tri Esai cho chúng ta biết rằng cái sự đổi mới đó đó, nó giống như một bộ lông chiên cần phải có một thời gian vài ba tuần, có thể vài ba tháng trong nhiều trường hợp khó khăn thì mới có thể có một bộ lông chiên trắng và trở nên trắng như tuyết. Có một khi tuyết rơi xuống có nhiều đi chăng nữa cũng phải qua đêm, phải không ạ? Cũng phải qua vài ngày. Vậy cái sự đổi mới là một diễn trình đổi mới để càng ngày càng trở nên giống như Chúa. Chúng ta hãy kiên nhẫn với nhau, chúng ta hãy chờ đợi với nhau, vì Chúa đang làm những công việc lớn và khó trên từng cuộc đời. Cuộc đời đó sẽ bắt đầu là những ngày của mùa xuân, những tuần lễ của mùa xuân, những tháng, những năm của mùa xuân. Vì vậy, mùa xuân chúng ta liên tưởng ngay đến sự đổi mới trong Chúa của Thế Giê-xu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mới của mùa xuân có một giai điệu thật là tuyệt vời qua bốn giọng hát của Mỹ Duyên, Hồng Đào, Hồng Vân và Jenny Phượng.